Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tạm giam tài xế điều khiển xe khách lao xuống sông làm 2 người chết, 2 người bị thương. Cần xử lý nghiêm hành vi phá hoại khung giới hạn tải trọng trên đê. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các sở giao thông vận tải công khai số điện thoại đường dây nóng ứng phó kịp thời trong mùa mưa bão. Các sở giao thông vận tải tổ chức trực và công khai thông tin đường dây nóng để tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin về vận tải, tai nạn giao thông nghiêm trọng, sự cố cầu đường ùn tắc giao thông trong mùa mưa bão. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đột xuất về Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đồng thời báo cáo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ giao thông vận tải theo quy định. Khi có tai nạn giao thông nghiêm trọng, ùn tắc xảy ra, kịp thời báo cáo về Tổng cục Đường bộ thông qua đường dây nóng. Ngày 7 tháng 6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giam đối với tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Tĩnh Gia, làm 2 người chết và 2 người bị thương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định tạm giam đối với lái xe ô tô khách gây tai nạn giao thông ngày 4 tháng 6, làm 2 người chết và 2 người bị thương, để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, hồi 5 giờ 30 phút ngày 4 tháng 6, tại km 377+642 quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Tĩnh Gia, xe ô tô khách biển kiểm soát 98B02148 do Lê Văn Tùng, sinh năm 1989, thường trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, điều khiển chạy hướng Bắc Nam, đâm vào thành cầu hổ, sau đó lao xuống mép sông. Hậu quả khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương. Khai nhận với cơ quan công an, lái xe Lê Văn Tùng cho biết là do buồn ngủ nên đã để xe mất lái dẫn đến tai nạn. Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, 5 tháng đầu năm 2019, các tuyến quốc lộ xảy ra 47 vụ trên 76 vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, làm chết 53 người, làm bị thương 28 người. Trong đó, tuyến quốc lộ 1A xảy ra nhiều nhất với 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 25 người, làm bị thương 14 người. Nguyên nhân gây tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ được lực lượng công an thống kê phân tích và chủ yếu là do vi phạm tốc độ, vi phạm phần đường, thiếu chú ý quan sát, tránh vượt sai quy định. Đối tượng gây tai nạn giao thông chủ yếu do xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô. Thưa quý vị và các bạn, để ngăn chặn xe quá khổ, quá tải làm hư hỏng các tuyến đê, từ năm 2014, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Thanh Hóa đã thực hiện lắp đặt 164 khung khống chế tải trọng. Sau khi thực hiện, đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Thế nhưng hiện nay, các khung khống chế tải trọng đang bị phá hoại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn các tuyến đê. Khung khống chế tải trọng trên đê hữu sông Mã thuộc xã Yên Trường, huyện Yên Định, thành hạn chế chiều cao bị bẻ gãy và nâng lên cao để xe quá tải chạy qua. Mặc dù đê giới hạn phương tiện chỉ 12 tấn, nhưng có xe vẫn chở tới vài chục tấn ngang nhiên di chuyển trên mặt đê. Còn tại nhiều vị trí, kẻ gian còn lấy luôn cả thanh hạn chế chiều cao, làm cho khung khống chế tải trọng không còn tác dụng. Đây không chỉ riêng tại một địa phương mà tình trạng phá hoại làm hư hỏng hay thay đổi kích thước về chiều cao của khung giới hạn tải trọng đang diễn ra tại nhiều nơi, chủ yếu là gần các mỏ vật liệu xây dựng, khiến xe chở quá tải vẫn ngang nhiên lộng hành. Đáng nói là ngay sau khi lắp đặt, các địa phương được giao nhiệm vụ trông coi, bảo vệ hệ thống khung khống chế tải trọng. Thế nhưng dường như vấn đề này vẫn không được quan tâm, dẫn đến nhiều vị trí khung bị phá hoại, mất mát, hư hỏng từ lâu nhưng không được sửa chữa, tu bổ. Có một số các cái khung khống chế tải trọng là bị các cái người điều khiển các cái phương tiện quá tải trọng là chủ động là gây hư hại, hư hỏng để mà thuận tiện cho cái phương tiện của họ đi qua trong quá trình mà họ vận chuyển đi lại trên đê. Thì qua đây thì cũng là đề nghị các huyện là cũng tăng cường thêm cái công tác quản lý bảo vệ công trình, đặc biệt là cái khung khống chế tải trọng để phát huy hiệu quả đầu tư trong những năm tiếp theo. Mỗi khung khống chế tải trọng được lắp đặt có giá trị hàng chục triệu đồng từ nguồn ngân sách. Việc bị phá hoại khung tải trọng không chỉ để xe ô tô chở quá khổ quá tải làm hư hỏng mặt đê, mà còn là hành vi phá hoại tài sản của nhà nước. Do vậy, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời cần quy trách nhiệm cho những địa phương cố tình thờ ơ cho hành vi phá hoại khung tải trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.